Khi nào thì đổi bên cho con? Thường các bé nó sẽ có thể bú một bên trong một cử hoặc là hai bên trong một cử. Vậy thì dấu hiệu gì mình có thể đổi bên? Dấu hiệu thứ nhất là em bé bú một bên mà nó cứ ngậm vô nó nhả ra, nó ngậm vô nó nhả ra, nó bực bội ở cái bên đó. Và nếu mà mình đổi bên, em bé nó vui vẻ, nó bú, nó hợp tác thì có nghĩa là mình đổi bên đúng thời điểm. Còn nếu mà mình đổi bên mà nó lại càng nhằn khó chịu và đẩy ra thì có nghĩa là có khả năng em bé nó không muốn bú nữa thì mình dừng cử bú đi. Vậy thì cái dấu hiệu thứ nhất đó là em bé càng nhằn, em bé khó chịu ở một bên thì mình có thể đổi qua bên kia ha. Dấu hiệu thứ hai đó là mình quan sát cái cách bú của bé và nhìn cái cằm của con. Thông thường đây là cái cằm của bé ha, nếu mà bé nó mút thì nó sẽ có động tác nuốt. Nếu nó nhấp lên nhấp xuống như thế này liên tục là nó nuốt rồi, còn nó nuốt á là nó sẽ như thế này. Nuốt. Nuốt. Nuốt, tức là cái cằm của nó sẽ hạ sâu xuống và nó sẽ dừng nhẹ lại như thế này nè. Đó là những cái lúc mà mình cái cằm của bác hạ sâu xuống và nâng lên, dừng một tí xíu và nâng lên thì đó là lúc mà em bé nuốt sữa. Vậy nếu mình nhận thấy là em bé nó đang muốn mình mà nó cứ nhấp nhẹ thôi chứ nó không nuốt sữa nữa, hoặc là nó nuốt rất nhiều cái nó mới nuốt một cái, thì lúc đó khả năng em bé nó đã bú tới sữa sau, ngực mình nó đã xuống sữa chậm rồi, thì lúc đó mình có thể đổi bên cho con. Kết hợp với chuyện là mình cảm giác ngực mềm nữa nha các mẹ. Còn nếu như mà mình thấy là con nó rất là hay ngủ trên ngực bên đó luôn, tại sao vậy? Tại vì thường á sữa xuống chậm ở cái đoạn sau á thì em bé nó sẽ rất là dễ buồn ngủ, nó ngậm giống như nó ngậm chi giả vậy đó. Thì những cái lúc mà mình thấy là em bé ít nuốt nè, hoặc là những cái lúc mà em thấy là em bé bú bên đó mà nó cứ ngủ dễ dàng quá, nó không có chịu tích cực dậy bú nữa, mình cũng có thể đổi bên cho con luôn nha. Vậy tóm lại những cái dấu hiệu đổi bên là gì? Thứ nhất là em bé không hợp tác với bên đó nữa. Thứ hai, em bé có ít phản xạ nuốt ở bên đó. Thứ ba, em bé cứ lên ngực ở bên đó là ngủ, lên ngực bên đó là ngủ, thì khả năng là mình có thể đổi bên cho bé được rồi.